Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin mới. Trong một ngày đầu tuần đầy nắng, hy vọng các bạn cũng như mình đang chấp hành nghiêm lệnh giãn cách xã hội để giúp đất nước thoát khỏi cơn đại nạn này các bạn nhé. Như các bạn cũng biết, từ lâu Việt Nam và Trung Quốc dù muốn dù không đã là hai quốc gia nằm bên cạnh nhau và sau đó cả hai không thiếu những cuộc chiến cũng như tranh chấp từ lớn tới nhỏ. Cho tới hiện nay, Việt Nam ta vẫn đang phải chống lại một cuộc xâm lược gặm nhấm của một nước Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Với mục tiêu đó, người Trung Quốc không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là vu khống. Mới đây nhất, họ đã cho rằng Việt Nam và Mỹ đang có những thỏa thuận về việc mua tàu khu trục tàng hình để chống lại Trung Quốc. Nghe có vẻ ảo diệu như các bạn. Thực hư chuyện này như thế nào? Liệu rằng có thật là Mỹ muốn bán tàu cho Việt Nam chúng ta hay không? Và việc sở hữu những tàu chiến tàng hình này mang lại lợi ích gì cho Việt Nam chúng mình nhỉ? Hôm nay, tin mới sẽ cùng các bạn tìm hiểu về những vấn đề trên nhé. Nào bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn thân mến, mới đây, kênh truyền thông điện tử Baidu đã cho đăng tải một bài viết liên quan tới Việt Nam với tiêu đề Tàu chiến Littoral đã ngưng hoạt động 11 năm và sẽ bán lại cho Việt Nam để chống Trung Quốc. Nội dung bài viết cho biết một thông tin hết sức đáng chú ý với việc 4 chiến hạm tàng hình Littoral của Hoa Kỳ mới được đưa vào thử nghiệm từ năm 2010 nhưng đã bị loại biên sau 11 năm sử dụng. Một số lỗi trong quá trình vận hành đã khiến chúng không thể đáp ứng được nhu cầu chiến đấu của quân đội Mỹ. Được biết, đây là 4 con tàu mới được thiết kế theo kiểu tàng hình, trọng tải của mỗi chiếc khoảng gần 3.000 tấn. Tất cả đều được trang bị hết sức hiện đại, cùng với máy bay trực thăng và tàu ngầm mini kèm theo. Thân tàu được thiết kế theo hình dạng mô-đun tùy chỉnh theo nhu cầu và nhiệm vụ. 4 tàu này được sản xuất nhằm mục đích thử nghiệm và đã chuẩn bị loại biên để nhường chỗ cho những chiếc tàu hiện đại hơn nữa. Con tàu đầu tiên đã đi vào hoạt động từ năm 2010, nghĩa là nó mới chỉ phục vụ cho hải quân nước này được 11 năm. Khi mới được đưa vào biên chế, những chiếc tàu này đã được truyền thông Mỹ ca ngợi là loại tàu chiến được sinh ra từ khoa học viễn tưởng, thiết kế tiên tiến, nhưng cuối cùng chỉ hoạt động được 11 năm mà thôi. Nếu so với các tàu chiến thông thường phục vụ từ 30 đến 50 năm, có thể nói thời gian phục vụ của các chiến hạm này là quá ngắn. Do dịch bệnh nên lễ loại biên của những loại tàu này đã được tổ chức sau những cánh cửa đóng kín. Con tàu sau khi về hưu sẽ được giao cho Cục Dự trữ Hải quân Hoa Kỳ, được niêm phong và cất giữ trong một quân cảng để có thể đưa vào hoạt động khi cần thiết. Tàu Littoral được thiết kế vào năm 2003, con tàu đầu tiên được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Alabama vào ngày 19, sau đó nó đã đi vào hoạt động chính thức từ ngày 16 tháng 1 năm 2010. Loại tàu này nổi bật hơn tất cả các loại tàu chiến đã từng được sản xuất nhờ vào hình dạng khá đặc biệt của mình. Tàu dài 127m, lượng choán nước 2.784 tấn, được cấu tạo bởi thân tàu mảnh mai, hai phần bên dài và hẹp có chiều dài bằng 1/2 thân chính. Toàn bộ thân tàu là hợp kim nhôm và composite, hiệu suất cao. Kết hợp cả hai yếu tố trên cho phép thân tàu của tàu phản xạ lại sóng radar ít hơn khi nó gần như vô hình trên các loại radar hiện nay. Bởi thế, nhiều người đánh giá đây mới thực sự là loại tàu chiến tàng hình. Ngoài ra, phần thân tàu được thiết kế đặc biệt còn giúp tàu có thể giảm tác động của sóng lên mũi tàu và giảm lực cản của sóng, giúp cải thiện sự ổn định và tăng hiệu suất của chân vịt đẩy. Cùng với đó, những nhà thiết kế sử dụng hai phần thon để tăng lực nổi dự trữ toàn cầu và giải quyết tốt hơn hiện tượng lắc ngang. Nó giúp tàu có một mặt bong rộng và một khoảng không phía trên lớn hơn. So với cùng một diện tích tiếp xúc nước thì tàu này có mặt bằng lớn hơn 40% so với các tàu khác. Hệ thống động lực của tàu là loại để cản lực được chạy bằng năng lượng kết hợp giữa diesel khí với tốc độ tối đa đạt tới 50 hải lý một giờ, khiến nó là một trong những tàu chiến chạy nhanh nhất thế giới. Về hỏa lực, khi còn trong biên chế Mỹ, các tàu này được trang bị pháo hải quân tàng hình MK-110 cỡ nòng 57mm và hai pháo hải quân 30mm và một tổ hợp hệ thống phòng thủ tên lửa chống hạm. Trong quá trình sửa đổi sau đó, người ta đã lắp thêm cho nó các hệ thống tên lửa chống hạm cũng như các hệ thống phóng đa năng có thể điều chỉnh tùy ý. Dù có boong trực thăng lớn, tàu có thể cho hai trực thăng cỡ lớn hoặc một trực thăng vận tải hoặc rất nhiều cano cao tốc. Tàu Littoral trong thời gian phục vụ thường được sử dụng cho các hoạt động chiến đấu trong các vùng biển ven bờ. Trên thực tế, những tàu vừa bị loại biên được sản xuất theo dạng chạy rotor nhưng vẫn đang được trang bị gần như đầy đủ
các loại khí tài quan trọng. Việc ngừng hoạt động này thực tế chỉ là bước mở đầu cho việc ngừng hoạt động lớp tàu chiến Littoral mà thôi. Theo đó, Hải quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ cho 4 tàu Littoral nghỉ hưu, bao gồm 2 tàu lớp Freedom và 2 tàu lớp Independent. Lý do là với chi phí vận hành một tàu Littoral, lượng choán nước hơn 3.000 tấn tiêu tốn khoảng hơn 70 triệu đô la mỗi năm, trong khi với 81 triệu đô la là đủ để có thể vận hành một tàu khu trục lớp Arleigh Book, lượng choán nước 9.500 tấn. Năm 2020, một dự án nâng cấp tiêu tốn khoảng 2,5 tỷ đô la đã được chuyển lên Bộ Quốc phòng nhưng vấp phải sự phản đối, cho nên Hải quân Mỹ cho rằng việc cắt giảm sẽ là hợp lý khi có thể dành kinh phí đó để đầu tư vào những lĩnh vực cần ưu tiên cao hơn. Theo báo cáo, việc cắt giảm 4 tàu sẽ tiết kiệm cho Hải quân Mỹ khoảng 186 triệu đô la cho riêng năm tài chính 2022. Bài viết trên chốt lại với một thông tin cho rằng, trong chuyến thăm vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với Việt Nam, ông Lloyd Austin đã có thỏa thuận về việc chuyển giao lại với một mức giá phù hợp cho Việt Nam, nhằm lôi kéo Việt Nam lại gần Mỹ hơn để phục vụ cho những lợi ích của Mỹ trên Biển Đông, cũng như giúp Việt Nam có thêm thiết bị để đấu lại Trung Quốc. Thông tin này tạm thời chưa thể xác minh được thực hư do cả hai phía Việt Nam và Mỹ đều không có bất kỳ nhận định nào. Tuy nhiên, với những sự hợp tác quân sự, đặc biệt là hải quân trong thời gian gần đây, cùng với việc kín miệng của Việt Nam trong những vấn đề về quốc phòng, thì chắc chắn đây không phải là một thông tin không khả thi. Điều cần làm rõ là mục tiêu của Mỹ trong việc gửi tặng tàu cho Việt Nam. Bởi lẽ chơi với Mỹ thì cũng nên biết họ sẽ chẳng bao giờ làm một việc gì vì lòng tốt hay vì chủ nghĩa anh hùng cả, tất cả đều vì lợi ích của giới tài phiệt mà thôi. Hiện tại, mong muốn của Mỹ là có thể lôi kéo Việt Nam hiện đang theo đuổi con đường trung lập về phía mình trong cuộc chiến phân loại một thứ với Trung Quốc. Vị trí của Việt Nam lại đặc biệt quan trọng không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn trên cả bàn cờ chính trị thế giới. Với vị trí trung tâm của Đông Nam Á, cùng nền kinh tế trong cơn sóng tăng trưởng mạnh mẽ, người Việt Nam hiện tại có đủ tiếng nói cũng như khả năng để thuyết phục các quốc gia khác trên thế giới. Ngoài ra, mặc dù là một trong những đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc, nhưng đất nước tỷ dân lại chưa bao giờ có thể điều khiển được chúng ta theo đúng ý muốn của họ. Bản chất, những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn luôn độc lập với Bắc Kinh trong mọi vấn đề, luôn khiến Trung Quốc cảm thấy bất an bấy lâu. Cho nên, nếu lôi kéo thành công Việt Nam, xem như người Mỹ đã thắng được ván cờ này rồi. Do đó, trong những năm gần đây, Mỹ nổi lên như một mạnh thường quân hào phóng khi gửi tặng Việt Nam rất nhiều tàu chiến, trong đó đáng kể nhất có lẽ là 3 tàu chiến lớp Hamilton của lực lượng tuần duyên cho Việt Nam. Tất nhiên, nếu có chuyển giao thì người Mỹ cũng sẽ phải tháo hết các loại vũ khí tàu tối tân như pháo hạm, tên lửa với radar quân sự như những lớp tàu Hamilton. Tuy nhiên, chỉ việc nhận được xác tàu Littoral cũng đã mang đến cho Việt Nam rất nhiều. Trước mắt là việc tăng cường lực lượng chiến đấu, sau đó rất có thể các kỹ sư quân sự Việt Nam sẽ ngày càng được mở mang tầm mắt và tiếp cận với những công nghệ quân sự tối tân hàng đầu thế giới, từ việc sửa chữa, tiến lên việc đóng mới hoặc phát triển mới một loại vũ khí khác. Áp dụng những điều đã được học chắc chắn sẽ là một con đường ngắn hơn rất nhiều. Chưa kể khi về Việt Nam, những con tàu này chắc chắn sẽ được lắp các loại vũ khí mà Việt Nam có thể chế tạo hoặc mua được. Lúc đó, chưa chắc nó đã yếu hơn các loại vũ khí của Mỹ. Và nếu đây là sự thật, thì có lẽ người Trung Quốc nên bắt đầu cảm thấy lo lắng đi là vừa. Bởi lẽ dù là hàng thải của Mỹ thì đây vẫn là những chiếc tàu chiến hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay, với những thông số cũng như các loại vũ khí vượt xa nhiều loại khí tài, đặc biệt là các loại đang được trang bị cho hạm đội Nam Hải của quốc gia này. Với khả năng tàng hình cùng tốc độ di chuyển, tàu Littoral sẽ rất phù hợp với chiến thuật Shoot and Run mà Việt Nam đang theo đuổi. Theo đó, hiện tại trong biên chế Việt Nam đang có sẵn rất nhiều tàu chiến lớp Moniya. Đây chính là những con nhím trên biển của Hải quân Việt Nam, với mục tiêu mang thật nhiều tên lửa để tập trung tấn công vào các mục tiêu rồi nhanh chóng rút lui. Nếu hiện diện trong biên chế Việt Nam, chắc chắn các tàu Littoral sẽ được sử dụng với vai trò soái hạm, giúp chỉ huy hệ thống các tàu Moniya hiệu quả hơn, khả năng tàng hình cùng tốc độ cho phép nó di chuyển lại gần các mục tiêu để tiến hành thăm dò và theo dõi được tốt hơn. Ngoài ra, bạn thấy các tàu này cũng được trang bị trực thăng và tàu ngầm mini giúp tạo hỏa lực bao vây chiếm đảo dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy rằng trước đây, các tàu Jeopard của chúng ta cũng có khả năng này, nhưng khi càng lại gần mục tiêu thì các trực thăng chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả hơn.
Các bạn thân mến, có thể thấy với vị thế như hiện tại, Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ tất cả các bên. Chúng ta hiện thời đang ở vị trí của một cô gái đẹp trong một xã hội mất cân bằng giới tính. Rất nhiều anh trai làng muốn theo đuổi và người Việt vẫn có thể vô tư nhận từ họ những món quà mà không cần phải hứa hẹn hay đáp trả gì. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải từ bỏ vị trí này nhỉ? Thân Mỹ, thân Tàu không bằng thân ta. Việc độc lập trong suy nghĩ lúc nào cũng hết sức quan trọng và Việt Nam đang làm rất tốt điều này. Có thể thông tin Mỹ bán tàu tàng hình cho Việt Nam không chuẩn xác, tuy nhiên ai mà biết rằng chúng ta đã và đang nhận được những gì từ những quốc gia khác, có thể là quân sự nhưng cũng có thể là kinh tế. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment xuống bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau nhé! Video đến đây là hết rồi. Hy vọng tin mới sẽ gặp lại các bạn trong những video khác của chúng mình. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho tin mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của tin mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.